Ngay sau khi Cục Thuế tỉnh kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, qua một tuần triển khai đã có trên 2.600 doanh nghiệp tổ chức đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt hơn 17%. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc giao dịch thuế điện tử cho các doanh nghiệp thông qua các hội nghị tập quấn, buổi đối thoại. Đối với các doanh nghiệp mới, đơn vị đến kèm các nội dung tiện ích khi đăng ký dịch vụ thuế điện tử cập nhật kịp thời các chính sách mới cho người nộp thuế thông qua hợp thư điện tử. Giữ hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử cũng được ngành chú trọng. Các trang thiết bị phần mềm ứng dụng và việc đẩy mạnh triển khai các đề án của ngành về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm nâng cấp. Đến cuối tháng 4, cục thuế Long An phấn đấu sẽ có trên 80% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động thuộc trường hợp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 31 tháng 5, bảo đảm 100% số doanh nghiệp tổ chức kinh tế đang hoạt động thuộc trường hợp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123 của chính phủ và thông tư số 78 của Bộ Tài chính.